Chào mừng quý vị đến với bản tin hàng hóa thị trường tuần này. Trong phần đầu của bản tin hôm nay, chúng tôi mời quý vị điểm qua những tin tức nổi bật trong nước tuần qua. Cơ quan chức năng khẳng định sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã giảm rõ rệt. Siêu thị tăng chiết khấu, nhiều doanh nghiệp đối phó bằng cách giảm chất lượng sản phẩm. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, niềm tin người tiêu dùng trong nước giảm nhẹ so với quý trước. Thưa quý vị, mặc dù có sự giảm nhẹ trong quý 2 năm 2016, nhưng mức độ tự tin của người tiêu dùng Việt Nam vẫn giữ được ở mức cao, đứng thứ 7 trong số các quốc gia có mức độ lạc quan cao nhất trên toàn cầu. Theo báo cáo, chỉ số niềm tin người tiêu dùng được công bố hồi tuần qua bởi Nielsen, công ty đo lường và thông tin toàn cầu. Theo báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Nielsen, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong quý 2 đã giảm 2 điểm so với quý trước, xuống còn 107 điểm. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không làm giảm vị trí xếp hạng của Việt Nam trong biểu đồ các quốc gia có mức độ lạc quan nhất toàn cầu. Cụ thể, Việt Nam vẫn đứng thứ 7 trên thế giới ở hạng mục này. Đại diện Nielsen Việt Nam cho rằng, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Việt Nam bị rớt điểm trong tháng vừa rồi là sự phản ứng của người tiêu dùng trước các thông tin bất ổn trên thế giới, cũng như trong nước, từ Internet và truyền miệng. Bên cạnh suy giảm sự lạc quan, trong quý vừa qua, có đến 76% người tiêu dùng Việt Nam được hỏi cho biết có xu hướng tiết kiệm. Đây cũng là chỉ số cao nhất trong các nước có khảo sát. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sau 3 tháng thực hiện phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã giảm rõ rệt. Cục Thú y cho biết, trong tháng 5 năm 2016, chỉ có 14 trên hơn 1.000 mẫu kiểm tra phát hiện có chứa chất cấm, chiếm tỷ lệ hơn 1,3%. Trong đó, Hà Nội có 7 mẫu, Hải Phòng có 5 mẫu và Bình Dương 2 mẫu. Đến tháng 6, đối với chất Sabutamol chỉ phát hiện có 2 mẫu ở Bình Dương trên tổng số gần 1.000 mẫu, chiếm tỷ lệ 0,2%, giảm tới 9,6% so với tháng 1 năm 2016. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, qua 3 tháng thực hiện phong trào ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đã có 55 trên 63 tỉnh thành trên cả nước triển khai phong trào với gần 290.000 hộ nuôi ký cam kết. Trong đó, gần 97% các hộ chăn nuôi trực tiếp, còn lại các hộ có liên quan như kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và giết mổ gia súc, gia cầm. Thưa quý vị, trong bối cảnh mức chiết khấu của những mặt hàng thủy sản vào các hệ thống siêu thị ngày càng cao, để giữ giá, một số doanh nghiệp đã sử dụng các chiêu thức tinh vi nhằm giảm chất lượng sản phẩm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, thì cách cạnh tranh không lành mạnh này có thể khiến các doanh nghiệp thủy sản đánh mất sân nhà. Tại buổi hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng thủy sản tại thị trường Việt Nam diễn ra ngày 3 tháng 8, trong khuôn khổ hội chợ Việt Fish, bà Lê Thị Thanh Lâm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nội địa VASEP cho biết, hiện nay nhiều sản phẩm thủy sản không được sản xuất theo các quy trình đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn được bày bán song song với các mặt hàng của những doanh nghiệp sản xuất theo các tiêu chuẩn như là ISO, HACCP. Chưa kể có tình trạng một số doanh nghiệp chế biến thủy sản cố tình giảm chất lượng sản phẩm để cạnh tranh về giá khi mức chiết khấu của các đơn vị bán lẻ đưa ra ngày một cao. Đơn cử như doanh nghiệp tăng tỷ lệ mạ băng trong sản phẩm thủy sản đông lạnh hoặc sản xuất sản phẩm có thành phần không đúng như công bố. Cách làm đó là một cái, theo tôi nó là một cái hình thức là mình tự giết mình. Bởi vì đến một lúc nào đó thì người tiêu dùng cũng phát hiện và chúng ta không thể tồn tại được. Trong tình hình hiện nay là sản phẩm thủy sản đông lạnh của Việt Nam chúng ta chưa có sự cạnh tranh của những sản phẩm nước ngoài. Tuy nhiên sắp tới thì chắc chắn rằng là sẽ có sự cạnh tranh này. Mà nếu như các sản phẩm Việt Nam chúng ta mà giảm chất lượng để mà tồn tại bằng cách rằng là chúng ta giảm chất lượng thì cái đó là cái điều rất cực kỳ nguy hiểm. Vì nó không những ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu của doanh nghiệp đó mà nó ảnh hưởng đến cả cái ngành hàng. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn năm 2015, ước tính sản lượng thủy sản tiêu thụ tại thị trường trong nước là khoảng 2,5 triệu tấn. Liên quan đến hai lô nước giải khát C2 và Rồng Đỏ bị thu hồi, đơn vị sản xuất URC Việt Nam vừa chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo đó, đơn vị này cho biết các kết quả kiểm nghiệm độc lập của doanh nghiệp cho thấy sản phẩm không bị nhiễm trì. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không có phản ứng với đơn vị kiểm tra cũng như sẽ giải quyết ổn thỏa cho những khách hàng đã dùng sản phẩm trong hai lô hàng này. Theo đại diện của công ty URC Việt Nam, những kiểm nghiệm nội bộ cũng như kiểm nghiệm của bên thứ ba đều cho thấy hàm lượng chì trong các sản phẩm của URC nằm trong ngưỡng cho phép và an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Trong khi giữa tháng 5 vừa qua, Thanh tra Bộ Y tế đã kết luận một lô nước tăng lực Rồng Đỏ Hương Dâu sản xuất ngày 10 tháng 11 năm 2015 và một lô trà xanh C2 Hương Chanh sản xuất ngày 4 tháng 2 năm 2016 của URC Hà Nội có hàm lượng chì vượt mức cho phép. Cụ thể, lô Rồng Đỏ có hàm lượng chì là 0,085 mg trên 1 lít.
lít và lô trà xanh C2 có hàm lượng chì là 0,068mg trên 1 lít, trong khi ngưỡng cho phép với sản phẩm thức uống không cồn tại Việt Nam là 0,05mg trên 1 lít. Do đó, Bộ Y tế xử phạt URC Việt Nam gần 6 tỷ đồng, cũng như yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm thuộc các lô hàng này. Đại diện URC Việt Nam cho biết, tính đến nay, đơn vị này đã thu hồi được khoảng 1.184 thùng trong tổng số 41.190 thùng sản phẩm thuộc hai lô hàng này. Và mặc dù không tiết lộ cụ thể, nhưng URC cho biết vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 tháng qua, cũng như uy tín thương hiệu trong mắt người tiêu dùng. Tuy nhiên, bất chấp những thiệt hại này, URC Việt Nam cho biết vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Bộ Y tế với mục tiêu gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam. Chúng tôi có thực hiện những kiểm nghiệm nội bộ trong công ty và chúng tôi cũng đã ủy thác cho bên thứ ba độc lập là Eurofin vì kết quả đều cho thấy những sản phẩm của chúng tôi là an toàn cho người sử dụng. Nhưng với quyết định của Bộ Y tế, chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định này bởi vì an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nên chúng tôi đã ngay lập tức ngừng bán những sản phẩm này và thu hồi nhanh nhất có thể. Và chúng tôi cũng tuân theo tất cả những yêu cầu chỉ dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, URC cũng đã thiết lập một trang thông tin sản phẩm C2 và rồng đỏ để cung cấp các thông tin chính thức liên quan đến vụ việc. Trong đó, đơn vị này công bố một đường dây nóng để nhận phản hồi của những khách hàng dùng phải sản phẩm thuộc hai lô hàng trên. Đồng thời, URC cam kết sẽ giải quyết ổn thỏa với từng trường hợp phản hồi cụ thể. Thưa quý vị, mùa nghỉ hè bắt đầu chưa bao lâu thì thị trường đồ dùng phục vụ học tập đã chuẩn bị bước vào mùa cao điểm. Khảo sát riêng tại nhóm mặt hàng cặp ba lô học sinh cho thấy thị trường năm nay sôi động từ khá sớm với nhiều mẫu sản phẩm mới nhưng giá cả được cho là khá ổn định so với mọi năm. Dạo quanh các cửa hàng chuyên kinh doanh về cặp, ba lô, túi xách học sinh, trong những ngày này, có thể thấy sự xuất hiện của khá nhiều mẫu cặp mới được thiết kế riêng cho mùa khai giảng năm học 2016-2017. Chủ một đại lý chuyên kinh doanh các loại cặp học sinh cho biết, do tâm lý muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con cái, nên mùa cao điểm mua sắm dụng cụ học tập có xu hướng ngày càng đến sớm hơn. Anh đánh giá thế nào về cái thị trường túi xách và cặp sách học sinh hiện nay? Hiện nay đang chuẩn bị vào mùa học sinh. Và túi sách, thị trường túi sách bán rất được, rất nhiều khách đến mua. Và trong các sản phẩm thì nói chung là sản phẩm nào bán được, như đối với sản phẩm của Hami là thị trường và thích được nhiều người thích nhất. Vì sao lại được như thế? Tại vì sản phẩm của Hami bền, đẹp, nhẹ và được bảo hành 2 năm trên toàn quốc. Như dây kéo, đầu kéo, thứ là rất chất lượng, độ bền cao và nhiều mẫu mã và chủng loại. Cũng với nhận định này, công ty thương mại sản xuất Hương My, đơn vị sở hữu thương hiệu cặp ba lô Hami, đã bắt tay vào chuẩn bị cho mùa khai giảng năm học mới ngay sau khi kết thúc mùa kinh doanh của năm trước. Đến đầu tháng 6 vừa qua, Hami cũng kịp tung ra thị trường 6 mẫu ba lô thời trang mới đa dạng về màu sắc. Đặc biệt các mẫu ba lô dành cho trẻ mẫu giáo khá bắt mắt với các hình ảnh đang được trẻ ưa thích, được in nổi hoặc in màu dạ quang. Ngoài ra, bộ sưu tập năm nay cũng có nhiều sản phẩm khá độc đáo như sản phẩm ba lô kéo dành riêng cho học sinh ở chung cư hoặc nhà cao tầng. Bởi loại cặp này có thiết kế 3 bánh xe hình tam giác có thể kéo lên cầu thang khá dễ dàng. Tuy nhiên, sản phẩm đặc biệt được ưa chuộng hơn là dòng ba lô chống gù lưng Hami. Sản phẩm được phát triển dựa trên mẫu chống gù Randoseru của Nhật Bản với chất liệu mút xốp Evajai nhẹ, rất phù hợp với khí hậu và giá thành của đại đa số người Việt Nam. Những cái sản phẩm của Nhật Bản như này là họ dùng bằng da với giá thành rất là cao, và thực ra là họ dùng rất nhiều những phụ kiện là bằng sắt, nó rất là nặng và có thể nó gây ra những cái gọi là nguy cơ bị chảy xước hoặc là vào tay chân trẻ em. Thì chúng tôi đã sản xuất một cái cặp chống gù là chất liệu bằng một cái mút Eva, tức là bằng chất liệu bằng mút nó nhẹ, cũng sản xuất theo cái xu thế như cái sản phẩm của Nhật, nhưng mà chúng tôi làm bằng chất liệu bằng mút. Thứ hai là chúng tôi qua nghiên cứu thì cái cặp này nó độ dày, thì đút vào ngăn kéo của bàn của học sinh các em nó khó, cho nên chúng tôi chế tạo là bằng cách là có thể tháo ra xếp gọn lại được. Đó. Tháo ra xếp gọn lại được. Đây là một cái cải tiến mà cho các em nó sử dụng rất là tiện. Đó. Tức là nó có thể xếp gọn lại như thế này. Đó. Vấn đề rất quan trọng là cái giá thành. Cái sản phẩm chống gù của Nhật ấy, thì thường hiện nay có giá từ 1,6 triệu, thậm chí tới 4 triệu đồng Việt Nam. Nhưng cái sản phẩm của chúng tôi chỉ hơn 400.000 thôi.
Đây có vẻ là giải pháp đột phá trong bối cảnh có từ 35 đến 42% số trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị cong vẹo cột sống hoặc gù lưng trong độ tuổi học sinh. Mà nguyên nhân chủ yếu của các chấn thương này là do việc phải mang vác đồ vật quá nặng. Ngoài ra, sản phẩm Hami còn được trang bị một loại khóa nhựa dẻo đặc biệt, vừa bền dai không thể bẻ gãy, vừa không độc hại nhờ sử dụng chất liệu an toàn. Khi sản xuất cái khóa này thì Hami đã mất rất nhiều công. Là trước đây thì chúng tôi dùng một cái khóa là nó thô hơn và nó cứng. Thế nhưng mà hiện nay thì qua nhiều năm chúng tôi nghiên cứu thì đưa ra thị trường một cái loại khóa là đầu tiên là cái chất liệu là nó dẻo. Cái độ dẻo của nó là tuyệt đối, tức là quý khách hàng có thể yên tâm dùng, bẻ hoài không gãy được. Đó. Một cái điều quan trọng thứ hai là hiện nay chúng tôi đang có được một chứng nhận là khi cái khóa này là dẻo rồi, nhưng mà chúng tôi dùng một cái chất liệu nhựa, tức là không độc hại, được cái chứng chỉ của châu Âu. Đó. Sự quan tâm của Hami, đặc biệt là ban giám đốc của Hami, là vì cái thế hệ trẻ em, chúng tôi rất quan tâm đến các em, là vì khi các em nó mang vác cái cặp này nó đã nặng rồi thì chúng tôi phấn đấu là làm cho nó nhẹ. Thế khi làm cho nhẹ rồi thì thấy các em phải mở ra mở vào cái khóa này, nó có thể là gây, nếu mà nó không tốt ấy, thì nó có thể nó gây cho rất là khó sử dụng. Thế nhưng mà và hoặc là các em nó bẻ ra bẻ vào thì nó gãy, thì chúng tôi đã chế tạo cái khóa nó dẻo. Thế nhưng mà khi các em nó mở ra mở vào hàng ngày rất nhiều lần, rồi các em lại dùng cái tay có thể là sử dụng những cái đồ ăn, thế cho nên là có thể nó gây ra những cái di gọi là những cái chất độc hại nó có thể tồn dư lại. Thế thì chúng tôi đã phấn đấu là đưa cái khóa này là tìm một cái loại chất liệu nhựa là dẻo. Thế từ cái chất liệu nhựa dẻo và không độc thì chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn với khi các em nó sử dụng. Tuy nhiên, cùng với việc ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, thì sản phẩm của Hami cũng đối diện với nguy cơ bị làm giả, làm nhái ngày càng cao. Đại diện doanh nghiệp cho biết đã phát hiện không ít trường hợp như vậy. Điều đáng nói là các sản phẩm này có chất lượng rất kém, như chất liệu vải thô, dây lưng không có mút đệm, khóa cứng dễ gãy, gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm Hami nên đến trực tiếp các siêu thị hoặc đại lý chính hãng. Ngoài ra, có thể dựa vào một số đặc điểm nhận dạng như có tem Hami, giấy bảo hành, v.v. Nhận định chung về thị trường, đại diện Hami cho rằng giá cả các sản phẩm sẽ không có nhiều biến động mạnh nhờ tác động của các chương trình bình ổn thị trường. Theo chương trình bình ổn thị trường mùa khai giảng 2016-2017 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát động, mùa khai giảng năm nay sẽ có sự tham gia của khoảng 15 doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng dụng cụ học tập học sinh, trong đó có khoảng 6 doanh nghiệp cung ứng về cặp và ba lô học sinh. Theo đó, có gần 14 triệu túi sách, cặp, ba lô học sinh, tương đương khoảng từ 35 đến 50% nhu cầu tiêu dùng của học sinh sinh viên trên toàn thành phố sẽ được bán với giá bình ổn. Hami là một trong số ít các thương hiệu sản xuất cặp ba lô có tên tuổi của Việt Nam hiện nay. Thương hiệu Hami từng đoạt nhiều giải thưởng danh dự như Cúp vàng thương hiệu Việt Nam hội nhập quốc tế, thương hiệu yêu thích nhất, nhóm 100 thương hiệu sản phẩm tiêu biểu và công nghệ năm 2009. Đặc biệt, các sản phẩm túi sách mang nhãn hiệu Hami đã được người tiêu dùng bầu chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao trong 7 năm liền. Hiện sản phẩm của Hami được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng, đại lý Hami và hệ thống các nhà sách siêu thị như Fahasa, Phương Nam, hệ thống nhà sách Tiền Phong Hà Nội, hệ thống siêu thị Co.opmart, Aeon, Lotte. Thưa quý vị, vừa rồi là phần đầu của bản tin hàng hóa thị trường, và trong phần 2 của chương trình mời quý vị đến với những tin tức nổi bật trên thế giới. Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng TPP sẽ khó được đưa ra bỏ phiếu trong năm nay. Bất chấp những lệnh trừng phạt, kinh tế của Triều Tiên có vẻ vẫn giữ được ổn định.